Những vụ việc xoay quanh bị can Nguyễn Phương Hằng trong những ngày qua luôn là vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm theo dõi. Mới đây đã xuất hiện một lá đơn tố cáo ông Huỳnh Uy Dũng là chồng của bị can Hằng về việc ông Dũng tham gia vu khống nhục mạ người khác trong những livestream cùng vợ. Vậy cụ thể sự việc này như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 26 tháng 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đơn tố cáo của bà Đặng Thị Hàn Ni đối với ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Đại Nam ở Bình Dương. Mặc dù đang bị tạm giữ tại trại tạm giam T-17 của Bộ Công an, nhưng bà Ni vẫn gửi đơn tố cáo ông Dũng. Bà Ni bị khởi tố vào ngày 24 tháng 2 năm 2023 và bị bắt giữ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã gửi nhiều lá đơn đến Công an tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng bị bà Ni xúc phạm, vu khống mình. Trong đơn tố cáo, bà Ni tố giác bà Hằng đã nhiều lần sử dụng mạng xã hội, livestream nhục mạ và vu khống bà Ni về tội phản động ở những lần đó thì đều có sự góp mặt của ông dũng theo bà ni không chỉ tham gia live stream cùng bà hằng mà ông dũng còn tuyên bố sẽ kiện bà giúp sức cho vợ điều đó khiến cho bà hằng càng tự tin và lộng hành tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian dài bên cạnh những hành động đó ông dũng còn đứng ra tổ chức các buổi đua chó ngựa dùng tên thương hiệu nickname của bà ni để đặt tên cho những con vật đua đó nhằm tiếp tay cho vợ mình lăng mạ bà bà ni cũng cung cấp các clip bằng chứng liên quan tới ông dũng cho công an kiểm chứng hiện lá đơn tố cáo của bà ni đang được các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật